gian các bạn. Em đi Tiền Giang đem đi mấy tiếng? Khoảng 3 tiếng. 3 tiếng à? Cái da của em á, em bị mụn bao nhiêu lâu rồi mà da em tương đối nặng? Hơn năm hả? Em xài sản phẩm thì mà mụn của em nó không bớt mà nó bị nang nhiều như thế này. Xài rượu thuốc rồi kết mình đỏ. À, em xài rượu thuốc. Các bạn thấy toàn bộ những cái phần này vẫn bị nang thế này. Mình nói những cái phần sẹo cũ mình không nói này. Sẹo cũ những cái sẹo sơ này mình không nói này. Bây giờ mình đang nói vấn đề nang mới này. Và những cái nang này chúng ta điều trị không tốt thì nó không đúng phương pháp thì nó sẽ để lại những cái sẹo nó còn lớn hơn nữa. Chúng ta nhìn thấy những cái phần này. Em xài rượu thuốc mấy năm rồi? Xài khoảng mấy tháng à? Chưa hết chai nữa. Hết chai à? Các bạn thấy những cái ổ nang nó dài không ạ? Ổ nang không những nó dài mà nó quá rộng. Các bạn thấy được là toàn những cái cục nang bự, nang to. Rất là to luôn. Toàn bộ cái phần này là bạn bị nang hết. Thì thực sự nhìn cái làn da này mình rất là đau lòng. Đây là kiến thức các bạn chăm sóc da không đúng nha. Vậy thì mụn nặng thì vẫn là do mẹ xài mỹ phẩm. Thứ hai là chúng ta chưa có phương pháp đúng để điều trị. Và khi chúng ta bị mụn thì cái điều quan trọng đầu tiên là chúng ta phải xài mỹ phẩm, chúng ta phải rất cẩn thận. Chúng ta chỉ nào xảy ra không nên đụng chạm vào những cái mỹ phẩm mà chúng ta tự mua thoải nhà. Chúng ta không có kiến thức về chuyên môn thì chúng ta đừng tự ý mua. Và vấn đề quan trọng nữa là chúng ta phải tìm được thẩm mỹ viện hay spa uy tín để điều trị, tránh trường hợp như bạn trai này. Bây giờ thì bạn quá nặng rồi thì bạn phải đến bên Hiền Vân. Thì mong rằng là bạn sẽ theo đủ liệu trình, đúng đủ liệu trình để hạn bớt về vấn đề sẹo và cái phần nang này có thể được cải thiện. Và chắc chắn đối với nang này thì bây giờ bạn điều trị sẽ tốn tiền đó. Không những mình điều trị mình phải dùng những máy công nghệ cao mà mình còn phải kết hợp những phương pháp khác để phục hồi những cái nang này, làm sao cho nó giúp đỉnh chân mà không tái phát. Đó là vấn đề quan trọng. Và cái vấn đề quan trọng nữa, khách hàng đến với bên mình hoặc đến với các bạn, ai cũng mong muốn là chúng ta phải sạch mụn này, hạn chế tối đa và sẹo và thâm. Còn nếu chúng ta điều trị mà để lại sẹo cho khách hàng thì cái điều đó thì thực sự là khách hàng không quan tâm nhiều đâu, mà khách hàng quan tâm là hết mụn mà phải không có sẹo, không có thâm thì mới là điều quan trọng nhất. Rồi thì bây giờ thì chúng ta từ trên chân tóc bạn cũng có, mình sẽ lấy những cái mụn ẩn này để các bạn chờ. Bây giờ mỗi cái mụn ẩn nó sẽ có nguy cơ thành nang. Các bạn thấy sát chân tóc không ạ? Sát chân tóc chúng ta sẽ nhích hết những cái cục này ra, tại vì chục nào mà lấy được thì chúng ta sẽ lấy để cho nó không có hình thành nang mới nữa. Mỗi một cái nang thì nó rất là đau. Em đi mà đi từ mấy giờ chiều mà giờ em mới lên tới đây? Sáng đi từ mấy giờ sáng? Đi 1 giờ mấy. À, em đi từ lúc 1 giờ mấy rồi tí nữa làm xong rồi và em lại đi về hả? Hôm bữa có một bạn nữ cũng ở Tiền Giang đúng không? Mới hôm bữa các bạn nữ đi hôm thứ bảy tuần chủ nhật tuần thứ hai tuần trước chứ tuần này tuần vừa rồi chứ cũng ở Tiền Giang không, một bạn ở Tiền Giang nữa, bạn nữ hôm bữa chạy xuất mà đi về này cũng như Tiền Giang đi lên này. Thật sự nhìn cái làn da này thì rất là đau lòng rồi, chúng ta không bàn tới này vấn đề này. Mình cố gắng mình lấy những cái kia đi, những cái mụn mà nó chưa hình thành nang to chúng ta lấy cho nó bớt đi. Các bạn thấy cái nhân mụn ở bên trong ạ? Bớt được để cái mụn nào thì nó sẽ bớt nang cái đó. Các bạn thấy toàn bộ nó đang muốn nang không à? Đó. Rất là kinh khủng. Nhìn mà thấy thật sự là quá thương luôn đấy chứ, cái làn da của bạn ấy. YouTube hả? Bên mình thì chữa cho em thì vẫn là yên tâm là nó sẽ hết, nhưng mà em phải đi đủ liệu trình nhá. Phải có điều trị thì phải có chạy dưỡng chất này, rồi phải có máy công nghệ cao đưa vào. Nang quá, uống thuốc này, thuốc bôi, thuốc thoa, thuốc dưỡng ở nhà nhá. Uống nữa phải đi đúng như vậy thì cái mặt em nó mới... Ui giời,
mụn được 3-4 cái chân. Đây là chị đang tỉa những chân tóc để nó hạn chế cái nang mới. Em cứ làm đi tí nữa rồi kiểm tra ra sau. Thì em tư vấn cho bạn xài hai cái. Cho xài cái đây là những cái ổ nang lớn này. Và chắc chắn mụn nang thì chúng ta không thể lấy một lần mà hết chân được. Mụn nang thì cái nào nhẹ nhẹ thì chúng ta cũng phải lấy 2-3 lần. Còn nặng thì phải 4-5 lần. Nặng nữa thì chúng ta phải kết hợp phương pháp vi kim thì mới hết nang được. Chứ không phải chúng ta chỉ có lấy không đâu. Em đi xe đò hay xe máy lên đây? Xe máy. À, em đi xe máy đi. Ồ, mô phật. Thôi em làm xích lên xíu nữa. Bạn nào rảnh xuống gọi. Ngay cái giữa cái mũi. Cùng mép của bạn, bạn cũng cạnh nhiều nữa chứ. Vâng. Sao em nói bạn Văn lên chi kia tin thâu đi. Nhanh.
Lần nào? Mình hiểu nào? Mấy lần thử máy rồi? Mấy lần thử máy rồi? 2 tháng bạn không tới thì bạn phải thuốc với lại cái da của bạn đang viêm mà. Bạn dùng cái gì đấy? Thì bạn đang viêm mà là sao mà nó không ấy được? Cái trong nó có chân nang mà. Lần trước thì chị có nói cho bạn một lần nữa. Đúng rồi. Bạn đang viêm mà. Nhanh quá. Cái này thì chắc là tốn tiền hay là tự chức nhiều. Nó lên trong ăn ngang một không ạ? Một cái chỗ nào mà bác sĩ viêm không? Em phải đau cho bạn chịu được trời. Giật này em nang nhiều quá. Cái này lấy từ 3 năm ngày đóng mày em chưa thấy đỡ gì mấy đâu nha. Nang nhiều quá. Trong bạch này thì em sẽ cứ hơn khô lại. Quá nhiều.
đi chăm sóc lần đầu đừng có tay chân chết này, đừng có hút bụng những vùng sẹo. Thế ra người đang là bắt đầu nó chóc mày xong, mới chóc mày xong nhớ nót vào hồ sơ là chỉ hút bụng những vùng, ví dụ vùng mũi mà có làm là không hút bụng vùng sẹo, nên nót hồ sơ vậy. Ủa bạn có làm sẹo không lắm? Chỗ nào làm sẹo không hút, nhớ là tất cả những bạn chăm sóc da sau khi làm sẹo không hút vụn những vùng nhũ sẹo hoặc là không thể tế bào chết. Da đang là trong thời gian rồi, nhiều khi còn bong chóc á. Bạn mới có một lần mà như vậy là ok rồi, sẹo của bạn sẹo sơ.